Xin chào cả nhà. Số ở Hải Phòng bên em nay lên sóng thanh lý cho các bác dòng thân nồi áp suất nha các bác nhá. Đấy. Cái dòng này là dòng chức năng áp suất của nó không còn hoạt động được nữa này. Nay bên em sẽ thanh lý cho các bác giá siêu rẻ luôn. Đấy. Bây giờ em sẽ quay chi tiết từng em một để cho các bác lựa nhé. Lên cho các bác một cái này. Bác nào nhà bác nào mà nấu cơm bếp ga hoặc bếp củi ấy. Em nói thật các bác nên lấy con này về các bác nấu cơm này, ok luôn nhé các bác nhé. Cực kỳ đỉnh luôn này các bác này. Con này đường kính 22, sâu 12. Với cái nồi này thì các bác đun nấu được khoảng tầm 1 cân gạo, tầm 3 bò gạo nha các bác nhé. Lồi chuẩn Nhật luôn, hàng nhôm xịn của Nhật luôn nhé. Toàn bộ là đúc nguyên khối các bác ạ. Nhôm đúc nguyên khối các bác nhìn chưa, cực kỳ là dày. Đấy, đường kính là 22, sâu 12. Em bán cho các bác con này 250.000, mã số 19 nhé. Các bác nhìn này, nấu cơm bếp ga khít luôn. Đem cho các bác cái giòn vào thì mới vừa. Đọc cái giòn này bán được 150, 200 này các bác này. Giòn zin xịn này. Các bác nhìn này, nắp vào như thế này nhé. Đấy, các bác nấu cơm bếp ga cực kỳ ngon luôn. Đấy, nó không hở một tí nào luôn. Mà cái nồi này nhé, em cân thực tế, cân cho các bác nhìn này, gần 3 cân, đúng 3 cân nhôm luôn. Các bác mua có 250.000 một cái nồi này. Đấy, có cả qua phụ luôn để cho các bác xách nhá. Nhà bác nào đun cơm, bác nào thích ăn cơm bếp ga chốt cho em con này, bếp củi chốt cho em con này. Em để nguyên giòn cho các bác để các bác lắp vào cho nó vừa này. Toàn bộ là nhôm đúc nguyên khối 100% nhá. Và em thanh lý cho các bác 250.000, giá thanh lý chưa bao gồm phí ship cho các bác nhá. Đấy, mỗi một đơn hàng cộng thêm 30.000 tiền ship. Con này mã số 19 cho các bác. Nhà bác nào thích ăn cơm bếp mà có cháy đấy, chốt cho em cái con đấy không quá phí luôn. Tiếp theo em lên cho các bác con này. Con này con 23 sâu 15 nhá. Cái này là tương đương với lại dung tích là 5,5 lít các bạn. Đây 5 lít rưỡi này, thương hiệu Fresh Cooker này. Đấy, thân nổi đẹp không? Con này em thanh lý cho các bác cả vung này, 200.000. Cả vung như này 200.000. Đập một cái thân nổi nhá các bác nhìn, em cân cho các bác xem này. Lặng cân 7. Đấy, 1 cân 7 nhá các bác nhá. Lặng 1 cân 7 này. Độc một cái nồi này, nếu như mà mua nồi không của hàng Nhật, chủ bên em vẫn bán là 300.000 một cân. 1 cân 7 này tương đương với lại hơn 500.000 nhá. Nay em thanh lý cho các bác chỉ có 280.000 này. Đấy, cái nồi này nồi inox 2 đáy dày lặng đun từ, ok nhá các bác nhá. Mã số 18. Tiếp theo, em lên cho các bác con này. 19 sâu 12, con này 150.000, mã số 21 này các bác này. Có vung nhá, inox 2 đáy dày lặng này, thương hiệu luôn. Đấy, đây, đặt cân luôn cho các bác xem. 1 cân 2 nhá. Con này 1 cân 2 lặng 1 cân 2 này các bác này. Độc một cái lồi lặng 1 cân 2. Đấy. Các bác về các bác lắp cái vung ở nhà bác. Đấy, mã số 19 sâu 12 không, các bác lên Shopee đặt. Các bác đo kích thước thực tế các bác đặt ok luôn nhá. Về các bác rang thịt rang thước là cực kỳ chất luôn. Này dòng đun không bao giờ sợ cháy này. 150.000 mã số 21. Tiếp theo lên cho các bác con này. Con này 23 sâu 11. Con này các bác làm thương hiệu Wonder Chef hàng chuẩn Nhật, dòng hai quai này các bác này. Các bác rán chiên xào nấu đều được hết các bác nhá. Đấy. Sâu rồi. Đó xem, cân của nó nặng 1 cân 6. Thanh lý cho các bác có bao nhiêu tiền ạ? 180.000 nhá. Các bác nhìn này. Được một cái lồi inox 2 đáy dày lặng đun từ, ok nha các bác nhé. Rán chiên xào lấu đều được. Con này không có vung, 180.000. Tiếp theo đây cho các bác con này. Đường kính 23 sâu 8 này. Cái này thì các bác dùng làm cái chảo cũng ok luôn này các bác này. Thương hiệu hàng Doshisa, hàng chuẩn Nhật luôn nhé. Lồi inox 2 đáy dày lặng đun từ, ok này. Tay chính tay phụ đặt lên cho các bác cân luôn. Con này lặng 1 cân rưỡi luôn nha các bác. Bình thường là mua 450.000. Hôm nay chỉ có 200.000 rồi các bác này. Một cái thân nồi nhá, nó vung luôn này. Về các bác rán chiên xào lấu đều được luôn. Đấy, cái dòng này đun từ ok nha các bác nhá. Inox 2 đáy dày tay chân đẹp. Chỉ có 200.000 một chiếc, em nó vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi. Các bác nghĩ giá chưa bao gồm phí ship rồi. Ship các bác phải hỏi chị nhá. Tiếp theo em lên cho các bác một con nồi này. Đấy, 23 sâu 15 nha các bác nhá. Con này 250.000 kèm vung này. Một em nồi tương đương với dung tích 5,5 lít, thương hiệu Fresh Cooker này, chân tay còn đẹp xuất sắc, inox lồi hai đáy dày lặng đun từ, ok nhá. Con này lặng tương đương với 1 cân 7 các bác nhá. 1 cân 7 này. Đấy.
nồi đẹp luôn, thân nồi cực kỳ đẹp, 23 sâu 15. Con này em thanh lý cho các bác 250.000, mã số 17 nhé các bác nhé, tương đương với lại dung tích 5,5 lít đấy ạ. Rồi tiếp theo em lại lên cho các bác con này. Con này là đường kính 19 sâu 12 kèm vung này, mã số 10 nhé các bác nhé. Bác nào lấy vung thì lấy, không lấy thì thôi này các bác, mã số 10. Con này em bán cho các bác là 150.000 nhé. Lồi inox hai đáy dày thương hiệu Doshisa, Crest hàng chuẩn Nhật nhé. Tay chân còn đẹp luôn này. Lồi hai đáy inox dày lặng đun từ, ok. Con này tương đương với lặng 1,2 cân nhé các bác nhé. Lồi inox hai đáy dày lặng đun từ, ok nhé các bác, nhìn này, lồi đẹp không? Đấy, thanh lý cho các bác hôm nay chỉ có 150.000. Mã số 10, 19 sâu 12. Dọn kho nhé, em thanh lý đi cho nó rộng nhà các bác. Thấy chưa? Em lên cho các bác con này. Đường kính 21 sâu 15 này các bác này. Có lẽ em cũng thanh lý cho các bác 150.000 nhé. 21 sâu 15, 150. Đấy. Con này tương đương với lại lồi dung tích là 4,5 lít các bác ạ. Đây. Tương đương với 4,5 lít hàng Nominus, hàng chuẩn Nhật luôn này. Đấy. Nồi inox hai đáy dày lặng đun từ, ok, tay chân của nó chỉ là đẹp. Thanh lý cho các bác 150.000, đường kính 21 sâu 15. Tiếp theo lên cho các bác cái thân này. Con này đường kính 23 sâu 15, bác nào thích có vung thì sẽ có vung nhé. Tìm cho các bác một cái vung như này nhá. Đấy, có vung nhá các bác nhá. 250.000, mã số 1, con này nồi cực kỳ mới luôn các bác này. Đấy, nồi cực kỳ mới, thương hiệu Fresh Cooker, dung tích 5,5 lít. Con này tương đương với lại 1,7 cân nhá các bác nhá, 1,7 cân. Thanh lý cho các bác 250.000, bác nào thích lấy vung thì em cho thêm vung vào. Nồi inox hai đáy dày lặng đun từ, ok nhá các bác nhá. 250. Tiếp theo con này giống như cái con vừa lấy đấy ạ. Nó có vung đây. Con này 23 sâu 15, con này xấu hơn, ruột xấu hơn, em thanh lý cho các bác 200.000, mã số 6. Lòng bên trong xấu hơn một tí nhá. 200.000, mã số 6, cũng thương hiệu Fresh Cooker. Các bác yên tâm này, lồi không cấn, không móp, không thủng nhá các bác nhá. Yên tâm đun nấu. Dòng này cực kỳ là dày luôn. Con này 200.000 này, 23 sâu 15, thanh lý cho các bác là mã số 6 nhé. Tiếp theo lên cho các bác con này dòng đường kính 19 sâu 12, 150.000, mã số 8, dòng inox đúc nguyên khối đun từ, ok nhé các bác nhé. 19 sâu 12, thanh lý 150, mã số 8, dòng inox đúc nguyên khối đun từ, ok. Tiếp theo lên cho các bác con này, thương hiệu ở đường kính 23 sâu 11, con này hàng Crest, hàng chuẩn Nhật luôn đấy. 23 sâu 11, mã số 15, 250.000 nhé. Đấy, thương hiệu Crest Doshisa này, tay chân còn mới, lồi inox đẹp không? Đấy, đun từ ok luôn nhé các bác, inox đẹp sáng bóng này. Đấy, cân cho các bác xem, con này lặng 1,6 cân này các bác này, 1,6 cân nhé. Inox cực kỳ dày luôn, nồi đẹp, dòng thương hiệu này cực kỳ là đẹp luôn. Con này em bán cho các bác 250.000 kèm vung như thế này nhé. 23 sâu 11, 250 kèm vung. Tiếp theo em bán rẻ cho các bác con này 50.000, nồi nhôm này các bác này, nhôm Nhật này. 23 sâu 16, tương đương với nồi 6 lít, mã số 11, em thanh lý cho các bác 50.000 nhé. 50.000 nồi chuẩn Nhật, nồi nhôm Nhật nhé các bác nhé. Nhôm Nhật này, các bác về vệ sinh đi rửa ok luôn này. 50.000 mã số 11. Tiếp theo lên cho các bác một con nồi nhôm thương hiệu Jiken, hàng chuẩn Nhật, dòng một tay dài và một tay ngắn nhé các bác nhé. Con này tương đương với nồi 6 lít này, đường kính 23 sâu 16 này, nồi nhôm nha các bác nhé. Các bác đun bếp ga hoặc đun than đun củi đây. 150.000 mã số 2. Đây thương hiệu Jiken, hàng chuẩn Nhật nhé, Make in Japan này các bác nhìn chưa. Đấy, dung tích tương đương với nó là 6 lít nồi nhôm nhé, gồm một tay chính và tay phụ còn nguyên luôn. Lồi bên trong các bác yên tâm này, không thủng này, không cấn không móp, không cấn không móp. Con này thanh lý 150, mã số 2, đường kính 23 sâu 16. Tiếp theo thanh lý cho các bác con này đường kính 23 sâu 13, 100.000, bác nào thích lấy vung em cho thêm vung vào. Mã số 19, 100.000 nhá. Dòng inox đúc nguyên khối, con này tương đương với lặng 1,2 cân đây các bác này. 100.000 nhá. 23 sâu 13, 100.000, mã số 19. Tiếp theo thanh lý cho các bác này, con này 19 sâu 10, 100.000, mã số 13 này các bác này. 100.000 mã số 13 nhé các bác nhé. 100.000 này. Đường kính 19 sâu 10, 100.000, mã số 13.
tiếp theo em lên thanh lý cho các bác con này. Đường kính 21 sâu 15 này các bác này. Thanh lý cho các bác 200.000 mã số 16, con này nồi mới chưa? Nồi bên trong mới tinh luôn. Đấy. Inox đẹp sáng bóng luôn, tay chân gồm hai tay, tay chính tay phụ thương hiệu Crest hàng chuẩn Nhật tương đương với dung tích 4,5 này các bác này. Lồi inox hai đáy dày dày lặng đun từ ok nhá. Lồi bên trong mới tinh luôn. Cân đây các bác này. Con này nặng tương đương với lại 1,5 cân nhá các bác nhá. Em thanh lý cho các bác chỉ có giá 200.000 mã số 16 kèm vung nồi cho các bác. 200 mã số 16. Tiếp lên cho các bác con này 19 sâu 12 thanh lý cho các bác 150.000 mã số 5. Lồi inox đúc nguyên khối nhá. Bọn này tất cả bọn này đun từ ok nhá các bác nhá. Con nào nhôm thì không đun được từ thôi, còn inox đun được từ hết. Con này tương đương với lại độc lồi không là nặng 1,1 cân này. Thanh lý cho các bác 150.000 mã số 5 nhá. Đường kính 19 sâu 12. Con này đường kính 19 sâu 12 cũng 150.000 mã số 7 này các bác này. Nồi inox này, dày đẹp luôn, hai đáy dày lặng nhá. Con này tương đương với 3,2 lít thương hiệu Crest hàng chuẩn Nhật luôn này các bác này. Con này thanh lý cho các bác 150.000 mã số 7. Đấy. Bác nào lấy thì alo em số điện thoại 0934230664 các bác nhá. Mỗi một đơn hàng cộng thêm 30.000 tiền vận chuyển. Đấy. Bác nào lấy từ 4 chiếc trở lên em hỗ trợ ship, còn đâu 1 2 3 thì cộng thêm 30.000 tiền ship nhá các bác nhá. Bác nào lấy thì cọc trước cho em 50.000 hoặc 100.000 còn lại nhận hàng kiểm tra hàng ok, nhận hàng thanh toán. Và các bác lưu ý này, hàng bên em thanh lý này, không thủng này, không cấn, không móp các bác nhá. Đấy, còn nguyên luôn, inox đẹp sáng bóng, thanh lý thân nồi, không còn chức năng áp suất nhé, chỉ dùng để đun nấu bình thường thôi ạ. Rồi, em xin chào các bác ở các video sau ạ.